ở miền Tây, trước đây muốn cất nhà, đóng tủ chén, tủ ly, bàn ghế gì thì người dân đem cây ra trại cưa. Sau khi cây được xẻ thành gián rồi, người ta mới trở về trại mộc để đóng. Hồi trước, cây mù u hay sau vườn còn nhiều lắm. Sau khi đốn xuống, cắt thành mấy khúc để tiện kéo đi, nhưng vẫn còn nặng dữ lắm. Có khi người ta đốn sẵn, rồi ngâm dưới nước cả năm trời cho đừng bị mối mọt. Tới lúc cần xài thì phải huy động thanh niên trai tráng trong xóm lại tiếp. Nhà ai mà đơn chiếc hoặc gặp khi kẹt người thì coi như không có cách nào khiêng nổi mấy khúc cây nặng trịch ra trại cưa. Lúc đó chỉ có nước kêu mấy ghe cưa tới nhà mà thôi. Cái máy cưa xẻ gỗ thì lớn lắm, lưỡi cưa cuốn tròn, dài và sắc lẹm. Khúc cây bự cỡ nào cũng xẻ được hết. Mà mấy lúc cưa cây xẻ gỗ này con nít khoái xem lắm. Nhưng phải đứng nhìn từ xa lại thôi, chứ tới gần là một cưa bay vào mắt.